người dân thị trấn Thổ Tang lo sợ vùng đất thiêng miếu nhà nuôi bị xâm phạm. Hàng trăm người dân đã bỏ hết công việc buôn bán, ngày đêm canh giữ không cho chính quyền thị trấn Thổ Tang vào khu vực đất thiêng để triển khai dự án đào bể chứa nước và trạm bơm tăng áp. Với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng cho dự án, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường giao cho thị trấn Thổ Tang làm chủ đầu tư đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân thị trấn Thổ Tang. Bởi vị trí bể chứa nước và trạm bơm tăng áp được xây dựng bên trong bến xe thị trấn Thổ Tang và khu vực miếu nhà nuôi đã làm cho hàng trăm hộ dân lo sợ động chạm đến thành hoàng nơi đây. Nơi chúng tôi thờ phụng này á là cái nơi này có mấy trăm năm nay rồi. Thầy ông cha ông tôi cũng đã thật lại cho chúng tôi nghe. Thế mà bây giờ mà chúng tôi đã khoanh vùng thế này để chúng tôi thờ phụng rồi. Thế đề nghị ở trên cấp trên nhanh chóng rút cái chỗ này không chúng tôi là bắt đèn thế này. Nào phải xây đảm rồi, san sửa đảm rồi. Ngoài ra người dân cũng lo rằng nếu dự án trên được triển khai thì việc gửi xe ô tô ngày đêm trong bến xe thị trấn Thổ Tang của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều phương tiện sẽ phải dừng đỗ ngoài đường gây ách tắc giao thông. Ngày mà Tết về không về sớm còn không có chỗ để. Đấy, thì đây không phải là chỗ đất thừa. Chúng tôi chỉ mong là các cấp trên giải quyết cho chúng tôi di rời cái khu vực, cái công trình này ra nơi khác. Nếu mà làm nước sạch ở đâu thì toàn dân chúng tôi cũng mua. Nhưng mà làm trong miếu tâm linh này là chúng tôi là đề nghị mấy các cấp là cho đi ra chỗ khác, nơi xa thì không được làm ở đây. Cùng chiều ngày 24 tháng 4 đã diễn ra buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện nhân dân các thôn về triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Thổ Tang. Tại hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, ông Đặng Quang Thủy và đại diện các phòng ban của huyện, lãnh đạo thị trấn Thổ Tang. Tại buổi đối thoại, người dân đã đồng loạt lên tiếng phản đối dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt bởi lo ngại việc xây dựng sát miếu nhà nuôi và trong bến xe thị trấn Thổ Tang sẽ gây ảnh hưởng tới người dân. Hơn nữa, người dân cũng có ý kiến rằng năm 1999 tại thị trấn Thổ Tang đã có dự án xây dựng nhà máy nước ở khu vực vườn hoa nhưng bây giờ không biết đang được làm gì, do ai quản lý. Qua đây, các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần lắng nghe ý kiến của người dân để tìm cách tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp để người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt.